Con này là Related Mỹ nha, mạch nhôm vỏ gỗ nè, em đi receiver cố. Núm nút con này đủ nè, còn sống nha, nhưng mà chắc cháy cái đèn này rồi. Mới bật cái công tắc volume nó là tích hợp luôn công tắc luôn nè. Con này bao hát nha. Chắc cháy bóng rồi nè, nếu có là đèn là sáng rồi. Con này điện 100V nè. Con này mình bao hát nha. Thằng anh em nào quan tâm hay cần test thì mình test sau cho. Con này bán nhiêu tiền vậy? Con này 2 triệu đây nha anh em ơi, 2 triệu nha. Của Mỹ nha. Đây coi thứ cho nó độ mới của nó nè. Đó anh em thấy nó mới không? Con này cũng hơi mới nha anh em. Số series. Tại ở sau của nó nè. Mới nha. Cái tên Mỹ nó thấy có mấy cái tem này nha, UL với lại chữ Basher này nha. Tắp bi ào, ào ít, lay in, có ngõ phono luôn. Lo thì nó xài loại họ sen nha. Rồi, cái mặt nó không được. Đây, cái mặt đài chắc màu xanh này nè. Đây, chắc nó có ốc vàng này sao nó chắc coi trong nó dạng vô nè. Hiện tại chỗ này nó có cái nó có cái khớp rồi nè. Con này size chuẩn nha, size Nhật à, size 42 nha. 42 nha nè, hơn xíu, hơn 2 gang xíu.